câu lạc bộ bóng rổ của trường trung học Teco, một đội bóng cực kỳ mạnh với hơn 100 thành viên tham gia và có nhiều thành tích xuất sắc. Trong đó phải kể tới là việc họ đã 3 lần liên tiếp đoạt chức vô địch. Trong sổ hồ sơ sáng chói của họ có một nhóm gồm 5 cầu thủ nổi bật được biết đến như là thế hệ của những cầu thủ phi thường. Họ chính là niềm tự hào của trường trung học Teco. Tuy nhiên, có một tin đồn vô cùng kỳ lạ có liên quan đến bọn họ. Trong những cầu thủ phi thường ấy, mặc dù không ai biết rõ về người này và cũng không có thành tích được ghi nhận, nhưng còn một thành viên nữa mà chỉ có nhóm 5 người phi thường này mới nhận ra, đó chính là bóng ma thứ 6. Let's try now. Let's try now. Nếu như đối thủ đã mất hết ý chí chiến đấu như vậy rồi, vậy thì bóng rổ còn có gì vui nữa đâu chứ. Thế chứ, kẻ duy nhất có thể đánh bại được tôi, đó chính là tôi thôi. Cậu ta dám nói thấy chán bởi vì cậu quá mạnh hay sao? Kẻ duy nhất có thể đánh bại tôi chính là tôi sao? Thế hệ những cầu thủ phi thường đúng là chẳng ra làm sao hết. Hãy đánh bại cậu ta và làm cho cậu ta thức tỉnh đi. Xin lỗi nha, cậu có thể gọi chúng tôi là màn dạo đầu. Cậu sẽ biết một khi Aomine tới đây, so với cậu ta thì tụi này chỉ là đám nhóc con thôi. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Vậy được rồi, đón bóng nè. Quả là cú chuyền đẹp mắt. Lần này thì các cậu nói sao đây hả? Tôi sẽ cản cậu. Cái gì? Là đòn nghi binh sao? Khi các cậu nghe nói là Aomine của chúng tôi sẽ tới trễ, tôi cá các cậu nghĩ mình sẽ cố gắng ghi càng nhiều điểm càng tốt. Xin lỗi nhiều nha, tôi nghĩ là do mình nói chưa rõ lắm. Ý tôi muốn nói là thật ra tụi này chỉ là màn dạo đầu của Aomine thôi, nhưng có lẽ lại mạnh hơn các cậu đó, anh bạn. Họ mạnh quá, mình không nghĩ họ mạnh như vậy. Nếu không có Aomine mà họ đã mạnh tới mức đó, vậy tụi mình tiêu rồi. Thật sao hả? Chuyện gì vậy Furuhata? Thành tích thi đấu vòng loại của Tô Ư đây nè. 108 và 91, 151 và 72, 131 và 81. Thật ấn tượng, trận nào họ cũng ghi hơn 100 điểm. Phải, họ đối lập hoàn toàn với đội Siho mà chúng ta đã từng gặp. Họ chuyên môn chơi lối tấn công. Xin lỗi nha. Đáng ghét, mình không cản được cậu ta. Cậu ta ném vào rổ trong khi đang nhảy. Nếu cậu muốn xin lỗi thì từ đầu đừng có ném bóng chứ. Còn những gã này nữa. Xin lỗi nha. Những gã này, bọn họ chẳng quan tâm gì tới đồng đội của mình hết, và cũng chẳng hề có sự phối hợp nào với đồng đội.
mỗi người họ đều kiêm cả công lẫn thủ cùng một lúc. Tự mình đi cướp bóng và sau đó là tự mình ghi bàn luôn. Họ liên tục tiếp cận đối thủ với kỹ năng của riêng mình. Tôi đã thấy hết rồi. Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này trước đây. Nhưng đây là phong cách riêng của các cậu. Đúng vậy. Đội của chúng tôi là tập hợp các cầu thủ từ khắp đất nước về đây. Vậy cho nên hễ cầu thủ nào càng giỏi thì tính cá nhân của họ càng cao. Tụi này đã thử qua nhiều cách chơi khác nhau trong mấy năm qua. Hơn cái việc bắt tay nhau để chơi bóng theo kiểu đồng đội, chúng tôi thấy cách này hiệu quả hơn nhiều. Tôi thấy cả hai đội chúng ta đều chơi theo kiểu tấn công như nhau. Trận đấu này sẽ hấp dẫn lắm đó. Tôi không chắc liệu nó hấp dẫn tới mức nào. Thậm chí tôi cũng không chắc về chuyện chúng ta có cùng kiểu chơi hay không. Bởi vì kiểu chơi của tụi này chính là kiểu chơi của đồng đội. Hãy quên chuyện một chọi một đi mấy anh bạn. Tôi không dự định thua trận này đâu, nói cho mà biết. Nói với đội trưởng của cậu đi rồi nắm lục hãy xin lỗi. Hả? Anh xin lỗi mà. Mình đâu có ý nói gì đâu ta. Còn nắm lục hay xin lỗi là gì chứ? Tôi không nghe được cậu vừa nói cái gì thật. Nhưng tôi hiểu được vài điều từ cách chơi của cậu. Lại là một câu chuyện xa nữa sao trời? Họ nhanh quá. Có phải cầu thủ số 6 đó là trung phong hay không vậy? Vậy thì giữa phong cách cá nhân của đội chúng tôi và phong cách phối hợp người khác của các cậu, để xem cách chơi nào hay hơn. Tôi gọi đây là cách chơi đồng đội đó đồ ngốc. Hầu hết mọi người đều đã quên điều đó rồi. Cái gì vậy? Cậu ta nhanh quá đi mất. Không phải vậy, cậu ta khởi đầu rất nhanh. Nhưng mà gã này từ đâu xuất hiện ra vậy chứ? Cậu ta chậm quá. Ngốc quá. Đừng cố làm chuyện mà mình không quen. Đồ ngốc. Cao quá. Cậu ta nhảy quá cao luôn. Sao cậu ta làm được chứ? Cậu mang quốc tịch gì vậy cái tên kia? Hay lắm Kagami. Cả cậu nữa Kuroko. Sao đây? Cú nhảy tệ hại đó là gì vậy? Nếu không thể giới tới thì đừng nhảy. Tôi giới tới mà. Đừng có nói dối với tôi. Kiểu này không hề giống cậu một chút nào hết. Mà chuyện này không phải do ảnh hưởng của những kinh nghiệm từ thời cấp 2 của cậu đó chứ Kuroko. Cậu nên nhớ là chúng ta đang thi đấu với ông vua Tô Ư đó. Cậu không mơ ngủ đó chứ. Nhưng tôi với tới mà. Nói dối hoài à. Đám nhóc con này đã tới lúc thể hiện ra rồi. Nhưng hoàn toàn giống những gì cậu ấy nói. Ôi trời ơi, mình lại tới trễ nữa rồi. Và bọn họ cũng lại đang thua như mọi khi. Nhóc Midorima. Kisei, sao cậu lại biết tôi ở đây chứ? Cậu nghĩ cậu là cái gì chứ hả đồ ngốc? Cặp kiến mát đó trong lỗ bịch quá, mau cất nó vô đi. Cái gì? Nè nè, mặc cái thứ gì ở trong hộp vậy hả? Dĩ nhiên nó là linh vật may mắn trong cả ngày hôm nay của mình. Chuyện này là sao chứ? Cậu nói với mọi người là không muốn tới xem trận đấu, nhưng cậu vẫn tới là sao đây Midorima? Đừng có nói vậy, tôi đâu muốn tới đây. Tôi chỉ tình cờ có mặt ở khu vực này thôi. Tôi nhớ nhà của cậu đâu có gần ở đây đâu. Sao? Trận đấu diễn ra sao rồi? Chẳng có gì đặc biệt hết đó. Nhưng mà có chuyện này thật khác thường. Có vẻ như Aomine không xuất hiện rồi. Nhưng dường như họ vẫn không thể theo kịp nổi. Nhóc Aomine không có mặt sao? À, coi kìa, cặp đôi đó vừa mới ghi bàn cho Serin. Bọn họ chỉ mới khởi đầu thôi. Cậu đã quên rồi sao Kisei? Tô Ư còn có cả Moi Moi nữa. Nói thật ra, cô ấy không chỉ là một quản lý. Trong suốt mấy năm cấp 2, cô ấy đã giúp cho chúng ta rất nhiều lần. Cho nên nếu cô ấy là đối thủ của cậu thì sẽ cực kỳ khó đối phó đó. Nhóc Mô Mô sao? Cô ấy biết Aomine kể từ khi bọn họ còn rất nhỏ đúng không? Nhưng mà theo tôi biết, không phải cô ấy rất thích anh chàng Kuroko đó hay sao? Nếu cô ấy không thể hết lòng đối phó cậu ta thì sao đây? Có thật là như vậy không? Cả chuyện này mà cậu cũng không biết là sao? Chuyện quá rõ ràng mà. Cô ấy cứ lẻo đẻo đi theo cậu ta suốt ngày. Không phải thích cậu ta chứ là cái gì? Thế chứ. Đây, khăn tắm và nước uống tăng lực nè. Thế chứ à, tụi mình đi về chung đi. Thế chứ. Thế chứ. Nếu thấy cảnh đó mà không nhận ra, cậu đúng là một con khỉ. Cậu nói một con khỉ là có ý gì đây chứ? Nhưng mà
Nếu là như vậy thì tình hình lại càng căng hơn. Ủa, cậu ấy sẽ không bao giờ muốn Kuroko bị lu mờ trên sân hoặc tỏ ra lờ đờ khi thi đấu. Vai trò của cô ấy có thể khác, nhưng có điều thái độ của cô ấy đối với bóng rổ thì vẫn vậy, chẳng khác một vận động viên. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ cố tình để thua một trận đấu, cho dù lý do là cái gì đi chăng nữa. Đó là người yêu cũ của cậu mà mọi người đang nói đó sao? Cô ta rất dễ thương đó. Thật vậy à? Nè, hình như giọng cậu có chút khó chịu khi nghe nói cô ta dễ thương. À, cậu nói đúng đó. Hả? Chỉ khi cô ấy không tham gia thi đấu thôi. Thật ra tôi có thể thấy cách họ đánh bại hai vị vua rồi. Huấn luyện viên, chúng ta có nên đề nghị hội ý không thưa thầy? Không, không sao đâu. Bọn họ vẫn đang điều chỉnh lại sau khi trải nghiệm thi đấu thực tế thôi. Vậy thì Momoi à, trước trận đấu này em đã cung cấp số liệu cho họ hết chưa? Dạ rồi, em đã làm rồi. Họ đã biết hết tất cả mọi thứ. Một cú cướp bóng. Vậy là sao đi? Mấy cái tên này phòng thủ sâu quá rồi. Bọn họ bỏ trống khu vực bên ngoài, tụi chúng ta không thể xâm nhập vào được hay sao? Quá ngây thơ. Cú ném 3 điểm. Không phải, đó chính là tự đón bóng và ghi bàn trên không. Tôi biết trước rồi, tôi đã lường tới chuyện cậu sẽ làm vậy rồi. Đám con trai thiệt đơn giản, mình có thể dễ dàng đoán trúng phốc. Những bước di chuyển này bọn họ đã luyện tập trước hết rồi hay sao? Quá rõ ràng. Họ biết rất rõ Kagami ném bóng từ xa không tốt nên đã chặn bóng. Nói cách khác, chúng ta đã bị cô gái đó nghiên cứu kỹ lưỡng mọi góc độ. Momoi quả đúng là một chuyên gia trong việc đi thu thập thông tin. Có thể nói cô ta chính là một gián điệp siêu đẳng. Thì bỏ Mitobe, xong lên đi. Mitobe Rinosuke, một cầu thủ chăm chỉ và không hề có máu liều lĩnh. Khi đối thủ cao hơn cậu ta thì chắc chắn là lúc đó. Là một cú ném bóng móc có đúng không? Tôi đã biết trước rồi. Bọn họ biết trước sao? Chuyện này không hay rồi, chúng ta phải nhanh chóng làm gì đó thôi. Không cần gấp đâu, chúng ta sẽ tiếp tục chơi như vậy. Dù cho thông tin của họ nắm được có chính xác tới mức nào thì đó cũng đã là quá khứ rồi. Bởi vì con người chúng ta luôn lớn lên mà. Đừng làm như cô đã hiểu hết khi mà thậm chí điều đó cô còn chưa nhận ra. Hyuga Junpei, anh chàng này thực chất không phải là một cầu thủ tốc độ, thường ném bóng từ xa, sau khi đột phá từ vị trí của mình với những màn che người và đổi hướng thay vì cố xâm nhập vào trong. Tuy nhiên, được rồi, khỏi đang cản cậu ta. Hyuga là một cầu thủ chuyên ghi điểm, nhưng trong bóng rổ hiện đại, một cầu thủ chỉ chuyên ném rổ từ xa như vậy vẫn chưa đủ tốt. Vì vậy cậu ta đã khắc phục và tích cực luyện tập kỹ năng rơi bóng kể từ sau trận đấu với đội Shitoku vừa rồi. Tuy là kỹ thuật cậu ta vẫn còn chậm, nhưng hình như đó chính là kiểu chơi mới của cậu ta. Có điều trận đấu hôm nay cần có những cú ném rổ xa trực tiếp. Họ nghĩ là mình sẽ ném rổ và mình có thể làm được. Để coi. Tôi biết trước rồi, tôi đã nghĩ là có lẽ cậu sẽ làm như vậy. Họ chưa từng nhìn thấy kiểu chơi này trước đây mà. Lẽ ra họ đâu có dự liệu được chuyện này. Thông thường khi chúng ta thiếu thông tin về đối thủ mà chúng ta phải đối đầu, người ta không thể nào đối phó được với họ do không thể đoán trước. Tuy nhiên là với Momoi, sau khi cô ấy phân tích được những dữ liệu mà cô ấy thu thập được, tôi thậm chí đoán được cách mà đối thủ có thể biến đổi qua chiều cao, cân nặng, sức mạnh và những điểm yếu của họ, tính cách của họ, thói quen của họ. Tôi đã thu thập tất cả và phân tích, và chiêu cuối cùng là trực giác của phụ nữ. Mau chuyền bóng lại đi Hyuga. Izuki-san sở hữu khả năng cảm nhận không gian rất nhạy bén nhờ vào đôi mắt chim ưng của mình. Không có tác dụng, họ biết tất cả những gì chúng ta sẽ làm, chúng ta không thể đột phá được. Nhưng mà bởi vì cậu ta nhìn thấy quá nhiều nên đôi khi cũng chẳng thể hành động được nữa. Giữ bóng thêm 5 giây nữa là sẽ phạm lỗi. Cô thật ngây thơ, cô gái của tôi. Nếu cũng giống như lúc nãy thì không thể qua được đâu. Không sao đâu, bọn họ không biết được điều gì sắp xảy ra đâu. Màn trắng đó có từ lúc nào vậy?
kể cả với trực giác của phụ nữ đi nữa. Hay lắm, được đó Kagami. Cậu vẫn luôn làm tốt như mọi khi, hả Kuroko? Cậu ấy luôn luôn gây bất ngờ cho mình mà. Từ trước tới giờ vẫn vậy, không bao giờ mình định vị được cậu ấy. Cũng không sao hết huấn luyện viên, em đã tính trước chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra rồi. Nhưng đó chính là lý do mà mình yêu Tết chứ. Không có gì ngạc nhiên, mọi chuyện nằm trong dự đoán. Đúng vậy, do dữ liệu của Momo đã cung cấp từ trước, chúng ta vẫn có thể đánh bại bọn họ. Chúng ta không cần Aomine vẫn có thể chiến thắng. Không hẳn như vậy đâu, cậu ta sẽ chơi trong hiệp sau. Đừng để tôi phải nhắc nhở cậu một điều hiển nhiên là đừng đánh giá thấp đối thủ. Hơn nữa, tôi nhắc lại lần nữa là bắt đầu hiệp 2, có thể họ sẽ dùng cặp đôi đó để tấn công chúng ta. Phải, hẳn là như vậy rồi. Càng có nhiều dữ liệu thì độ chính xác của chiến thuật sẽ càng cao. Cô ta đã nghiên cứu các cầu thủ năm 2 của chúng ta trong suốt cả năm qua. Tuy nhiên, rõ ràng là cô ta không thể có nhiều thông tin về hai cậu. Kuroko thì khó đoán trước được, còn Kagami thì vẫn đang tiến bộ. Nếu có ai đó có thể đối phó được với chiến thuật này của Momoi thì chính là hai cậu đó. Được rồi, mọi chuyện trông cậy vào hai cậu hết đó. Đẩy họ xuống địa ngục đi các tân binh. Tốt lắm, theo nhận bóng đi anh bạn. Bắt đầu rồi sao? Đúng như lời Momo đã nói không sai mà. Thật ra có rất ít dữ liệu về hai tên này, nhưng chiến thuật này không hề hiệu quả trong trận đấu với Shutoku. Hơn nữa, sao một thằng nhóc mới vừa tốt nghiệp cấp 2 như cái thằng nhóc này lại dám chạy tá lại úp rõ khắp nơi vậy chứ? Tới hai tay trắng bóng luôn kìa. Cái quái gì đây? Cậu tính ở trên đó bao lâu vậy hả? Cú nhảy này thật không thể nào chấp nhận được. Chúng ta không thể cản cậu ta dù đã biết trước chuyện sẽ tới sao? Mấy cái chuyện dữ liệu dớ dẫn này đáng ghét quá. Dù có kìm cặp cho chặt cỡ nào thì mình cũng phá tan hết tất cả và nhảy lên. Hai cú liên tục. Chà, Kagami đã nổi giận thiệt rồi. Cậu làm được mà. Không, chuyện này không hay rồi. Mặc dù cậu còn trẻ, nhưng cũng không nên hủy hoại thân thể mình một cách khinh suất như vậy được. Hả? Sao? Đây là trường hợp khẩn cấp. Kogane nghe đây, cậu nhanh vào sân càng nhanh càng tốt. Hả? Serin, xin được phép đổi người. Kagami, ra sân. Hả? Sao? Sao lại là tôi ra sân chứ? Có chuyện gì? Tụi tôi mới bắt đầu thôi mà. Kêu cậu ra thì cậu cứ ra đi. Đây chính là lệnh của huấn luyện viên đó. Họ thay cậu ta đang nghĩ sao? Thật là không thể tin được. Serin đang nghĩ gì vậy chứ? Những trường không có huấn luyện viên thích hợp thì sẽ không thể tiến xa được đâu. Trời ơi, Kagami, có lẽ nào. Cái chân bị thương của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục có đúng không? Chân của tôi không sao hết. Tôi không sao hết đó. Nếu cậu không bị thương và không có trở ngại gì thì mình sẽ không gọi cậu ra ngoài. Giờ mình sẽ kiểm tra để coi chân của cậu ra sao. Mau cởi giày ra đi. Đáng ghét, tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi sao cậu lại. Đáng ghét, lần này thì tiêu rồi. Bóng bất mãn. Bọn họ nhanh quá, đây là đòn phản công của tôi. Không hay rồi. Số 7 cao 1m90, còn số 6 cao 1m93. Bây giờ lại không có Kagami ở đây, cầu thủ phòng ngự của bên mình hoàn toàn bị lép vế trước họ. Chúng ta không thể đón bóng bằng bản. Bây giờ xe trên ghi điểm dựa vào hai người là Kuroko và Kagami. Những bước di chuyển của bốn cầu thủ năm 2 còn lại đều bị Momoi nắm rõ trong lòng bàn tay. Xem ra khoảng trống mà Kagami để lại thật quá lớn. Khoảng trống thứ hai còn lớn hơn nữa. Tình hình không tốt rồi. Làm ơn đi, hãy cố thủ bằng được, đừng để thua mà. Cậu bình tĩnh đi Kagami, hãy có chút lòng tin với người khác chứ. Tất nhiên tôi biết rồi, tôi biết chứ. Chúng ta
sẽ đánh bại Tô Ư với lối chơi đồng đội của mình. Nên làm như vậy, cách chơi đó sẽ giúp cậu trụ lại được suốt cả trận đấu. Cậu có thể vào sân. Được rồi. Cảm ơn huấn luyện viên. Mình xin lỗi nha Kagami. Sự thật thì mình không muốn cử một cầu thủ đang bị thương vào sân đâu. Nhưng chúng ta sẽ không thể thắng nếu như thiếu cậu hiểu điều đó chứ. Chúng ta đã gọi đó là cách chơi đồng đội, nhưng thật ra đó lại chính là cách chơi mà một người kia đã tình cờ dạy cho mình. Một người sao? Mình không đủ mạnh mẽ để giúp mọi người phát huy hết tiềm năng của bản thân, nên mình chỉ còn cách dựa vào mỗi mình cậu thôi. Dù cho là bây giờ cậu đang bị thương, vẫn phải gánh lấy trọng trách này. Chính điểm yếu đó của mình khiến mình cảm thấy rất thất vọng. Cậu đang nói cái gì vậy chứ? Cậu đâu có tệ tới mức đó. Hả? Cậu đưa ra chương trình tập luyện, cậu nghiên cứu đối thủ, đưa ra những mệnh lệnh cho tụi này, thậm chí còn massage và xem xét sức khỏe cho tụi này. Cậu với tư cách là một huấn luyện viên thì tôi nghĩ là ít ra cậu cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ cho trận đấu rồi chứ. Sao bây giờ cậu lại yếu xìu như vậy? Ý của tôi là cậu cử tôi vào sân với một lời xin lỗi như vậy, khó mà khiến tôi phấn chấn tinh thần được. Là vậy đó. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Coi bộ cậu đòi hỏi quá rồi đó nha Kagami ngốc. Serin, xin được phép đổi người. Hãy hạ họ đi. Được. Đúng rồi, chứng tỏ một chút đi anh bạn. Đây cậu có thể giúp vui cho tôi dù chỉ là một chút thôi, đồ yếu ớt. Đồ đáng ghét Aomine. Cuối cùng thì cậu cũng tới rồi sao Aomine? Mau thay trang phục để vào sân đấu đi. Hả? Nhưng mà các cậu đang thắng mà. Dù sao thì hiệp 2 cũng chỉ còn lại một phút mà thôi. Dù là vậy em phải vào sân thi đấu. Tốt thôi, nếu vậy thì chơi thôi. Xông lên đi. すいません言われてもレモン返ってこうへんねん。本当にすいません、すいません、すいません。ほんまに悪い思てんのか若松さん。すいません。わしやないんかい。